Xin chào tất cả các con. Hôm nay chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu và sáng tạo sân khấu qua bài mỹ thuật lớp 5, chủ đề 8, trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện. Bài học của chúng ta gồm 4 tiết. Tiết 1, tìm hiểu về sân khấu và trang trí sân khấu, cách thực hiện. Tiết 2, tạo sản phẩm về sân khấu. Tiết 3, hoàn thành sản phẩm sân khấu. Tiết 4, trưng bày và giới thiệu sản phẩm. Mục tiêu bài học hôm nay như sau: hiểu sự đa dạng của không gian sân khấu, biết sử dụng các vật liệu tìm được để tạo dựng mô hình sân khấu 3 chiều phù hợp với nội dung chương trình, câu chuyện diễn ra trên sân khấu. Vận dụng được kiến thức, kỹ năng, tạo dáng và trang trí chữ đã học vào trang trí sân khấu. Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn. Trước khi vào bài học, các con cùng chuẩn bị cho thầy giấy vẽ, màu vẽ, đất nặn, kéo và các vật tìm được như vỏ hộp, giấy bìa, nứa, vải vụn, lá cây, dây, vân vân. Chúng ta cùng đi tìm hiểu nội dung của tiết 1. Phần đầu tiên sẽ là tìm hiểu sân khấu và trang trí sân khấu. Các con hãy quan sát những hình ảnh và trả lời cho thầy 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: mỗi bức ảnh chụp hình thức sân khấu nào? Câu hỏi 2: các loại hình sân khấu được trang trí giống nhau hay khác nhau? Vì sao? Câu hỏi 3: trên các sân khấu thường có những hình ảnh gì? Sân khấu là nơi biểu diễn các loại hình nghệ thuật như chèo tuồng, múa rối nước, ca nhạc, tổ chức các sự kiện như lễ kỷ niệm, giao lưu, hội thi, tùy theo mục đích sử dụng của sân khấu được thiết kế, trang trí để phù hợp với nội dung chương trình. Mỗi loại hình sân khấu khác nhau sẽ có sự trang trí khác nhau để phù hợp với mục đích cũng như nội dung của loại hình sân khấu đó. Trên sân khấu thường có hình ảnh liên quan đến nội dung của sân khấu. Ngoài ra, có thêm chữ và chữ cần ngắn gọn, dễ nhìn, dễ hiểu, làm rõ nội dung của sân khấu. Các con cùng tìm hiểu tiếp về hình thức cũng như chất liệu thể hiện. Hãy quan sát hai sản phẩm sân khấu sau và nêu hình thức, chất liệu thể hiện của hai sản phẩm đó. Có thể thấy trang trí sân khấu chúng mình cũng có rất nhiều hình thức và chất liệu để thể hiện. Các con có thể tạo sân khấu 2D hoặc 3D, sử dụng vẽ, cắt, xé dán hoặc tạo nhân vật không gian bằng những vật liệu sẵn có. Vừa rồi, các con đã tìm hiểu về loại hình sân khấu. Bây giờ chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu về cách thực hiện. Các con có thể tạo hình và trang trí sân khấu bằng que, giấy vẽ và giấy màu. Chúng mình cùng tham khảo một số hình ảnh sau.
Ngoài ra, cũng có thể tạo hình trang trí sân khấu bằng giấy bìa, giấy màu, màu vẽ. Và để các con hiểu rõ hơn về cách tạo hình trang trí sân khấu, các con hãy cùng theo dõi một đoạn video ngắn sau đây. Và bây giờ
chúng ta cùng chuyển sang phần thực hành. Các con hãy tạo hình sản phẩm trang trí sân khấu bằng giấy bìa, giấy vẽ, đất nặn hoặc màu vẽ theo ý thích. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thầy xin chào và hẹn gặp lại các con ở tiết học hôm sau.